đàn bà tuổi 50 có năm thứ này về già sẽ không bất hạnh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, bước vào tuổi trung niên mới biết được rằng quan trọng nhất chính là sự cân bằng vật chất, người thân, tinh thần, tình bạn, sức khỏe, giống như những quả bóng được tung lên không trung vậy. Bạn phải là một chú hề thực điệu nghệ, cố gắng không để những quả bóng đó rơi xuống đất. Đến độ tứ tuần này, nếu bạn chưa sở hữu được đủ 5 vốn liếng này, bạn chính là kẻ bất hạnh nhất. Vậy nên, nhân lúc còn trẻ, hãy tích lũy ngày 5 thứ này để về già không bất hạnh quý vị nhé. Thứ nhất, sức khỏe. Ở đời, ai cũng vậy cả thôi, rồi sẽ nhận thức ra sức khỏe mới chính là điều quý giá nhất trong đời mình. Rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra bộ quần áo hàng hiệu hay túi sách mấy triệu chẳng phải là thứ đắt đỏ nhất. Giường bệnh mới chính là thứ đắt nhất. Phụ nữ sinh ra với thể chất yếu đuối, trải qua sinh nở lại càng ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe hơn. Bởi thế, nên nếu như bạn không chú ý đến sức khỏe thì chắc chắn là sẽ hối hận khi về già. Dù bận bịu thế nào, cũng hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình tốt nhất. Thứ hai, nhan sắc. Phụ nữ có thể không xinh đẹp, trẻ trung, nhưng nhất định không được để bản thân lúc nào cũng đầu xù tóc rối, quần áo luộm thuộm, mặt lúc nào cũng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đến độ tuổi này, phụ nữ chắc hẳn đã nhận ra rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Xấu không phải là một cái tội, mà tội lỗi nhất chính là phụ nữ không biết yêu lấy bản thân mình bằng cách tự làm đẹp, nâng cao giá trị bản thân mình. Chăm sóc chồng con nhiều đến mấy, cũng đừng quên bản thân mình là phụ nữ ạ. Hãy thường xuyên mua sắm mỹ phẩm, đi spa để chăm sóc cho nhan sắc của chính mình nhé. Thứ ba, tiền bạc. Phụ nữ khi đã bước vào độ tuổi 40 mà vẫn chưa hề có một khoản tiết kiệm thì hết sức đáng lo. Cuộc đời này, chúng ta đâu thể lường trước được điều gì. Đôi lúc bạn có thể không may cô đơn lẻ bóng, bạn có thể gặp những vấn đề sức khỏe xấu. Bố mẹ bạn có khó khăn lúc này, nếu bạn không có lấy một đồng tiền thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng, bất lực. Phụ nữ khôn ngoan chính là không bao giờ để bản thân mình phụ thuộc vào tiền bạc với bất cứ ai, hay kiếm tiền và có cho mình một khoản phòng thân khôn ngoan. Thứ tư, tri thức và tâm hồn. Dù bạn có xinh đẹp đến đâu, nhưng nếu bạn chẳng có chút kiến thức lại lười tu dưỡng thì chẳng khác nào bạn sống lãng phí cả. Phụ nữ khác nhau ở việc biết nhìn nhận lạc quan và có kinh nghiệm sống. Phụ nữ tuổi 40 cũng trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Nếu bạn có kỹ năng sống tốt thì chắc chắn bạn sẽ nhận về được những yêu thương kính trọng từ người khác. Và thứ năm, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh. Con cái chính là lộc trời ban. Đối với người làm mẹ thì con cái chính là động lực sống tốt nhất. Phụ nữ lấy chồng như canh bạc, thế nên dù thế nào cũng lãi mỗi đứa con. Vậy đừng có oán hận hôn nhân bất hạnh, hãy cứ sống vì mình và con cái để bình an đến cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, trước khi con số 40 tuổi ập đến, tôi có 3 lời khuyên dành cho bạn. Hãy lắng nghe và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, kiếm thêm nhiều tiền một chút. Nghe có vẻ hơi tầm thường, nhưng tiền quả thực rất quan trọng. Tôi không hề trốn tránh điều này. Quan sát những người xung quanh mình, rất nhiều bi kịch đều tới từ hai chữ tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, bạn sẽ biết được rằng những chỗ cần tiêu tiền nó nhiều ra sao. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề chất lượng cuộc sống, mà còn là vấn đề về tinh thần và tâm lý. Khi con cái nhà người ta được đi du học, được học các lớp năng khiếu, lớp ngoại ngữ, thì bạn lại chỉ có thể động viên con mình cố gắng học tập chăm chỉ để thay đổi vận mệnh. Khi quần áo của bạn đều là hàng mua ở chợ đêm hay hàng online giảm giá, muốn có một bộ mỹ phẩm chính hãng xịn xịn một chút nhưng lại không đủ khả năng, bạn chỉ có thể an ủi mình rằng thôi không sao, dùng mấy cái này cũng được. Trong những trường hợp như vậy, tinh thần tâm lý của bạn còn có thể vui vẻ. Có thể bạn sẽ nói sao, phải so sánh như thế. Thực ra thì để người nhà có một cuộc sống sung túc cũng là một loại năng lực. Bước vào tuổi trung niên, khi mà bạn vẫn chưa có được cái năng lực ấy, ngày ngày chỉ biết trách móc mình, cảm giác đó mới là cảm giác đau đớn khó chịu nhất. Có tài chính hỗ trợ rồi,
bạn mới có thể đi tìm cho mình một chân trời mới khi đã cảm thấy quá mệt mỏi với công việc hiện tại. Trong thẻ có đủ số dư rồi, bạn mới có thể ngồi dưới chiếc ô tô Starbucks vào một buổi chiều đầy nắng và thong thả đọc một cuốn sách chậm rãi, đợi thời gian trôi qua. Muốn hiện thực hóa được những điều này, trước tiên nỗ lực kiếm tiền đã. Điều thứ hai, bồi đắp quan hệ vợ chồng. Có thể tới tuổi trung niên rồi, bạn mới hiểu ra được rằng người bạn đời chính là bến đỗ cuối cùng vững chắc nhất của mình. Khi bạn trải qua biết bao thăng trầm, gặp qua không biết bao khuôn mặt giả tạo xấu xí, kinh qua không biết bao sự khó lường của lòng người, nếm qua không biết bao nhiêu lừa lọc dối trá, bạn sẽ phát hiện ra những cảm xúc thất vọng và sự bất lực tưởng như không thể chia sẻ cùng ai này lại vẫn có thể trút ra. Bởi lẽ, luôn có một người sẵn sàng ngồi xuống nghe bạn tâm sự và luôn thấu hiểu đồng cảm với bạn. Người đó chính là người bạn đời của bạn. Ở một góc độ nào đó mà nói, cái gọi là vợ chồng không chỉ là một loại khế ước, một kiểu thân phận, một sự quá độ của tình yêu hay một sự hình thành của một gia đình, mà nhiều hơn chính là một quan hệ cộng sinh. Có nghĩa là khi đã là vợ chồng là khi tinh thần luôn hỗ trợ lẫn nhau, tình cảm chỉ cất giữ cho nhau dù không nói ra nhưng vẫn luôn thấu hiểu nhau. Vì vậy, bước vào tuổi trung niên, bất hạnh lớn nhất chính là bất hạnh trong hôn nhân, bồn bà gần nửa đời nhưng tới người sẵn sàng lắng nghe mình cũng không giữ được. Còn gì bi thương hơn? Điều này thực ra bất kỳ đang ở độ tuổi nào bạn cũng cần phải học cách chăm bón hôn nhân của mình, là phải chăm sóc sao cho tốt chứ không phải chỉ đơn giản là sống, là ở với nhau. Điều đó có nghĩa là bạn phải thường xuyên tưới nước bón phân và làm cỏ cho cuộc hôn nhân của mình. Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được phần thưởng to lớn khi bước vào nửa sau của cuộc đời. Điều thứ ba, sức khỏe luôn là thứ quan trọng nhất. Có một câu chuyện như thế này. Một tỷ phú khi phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, cầm tiền vung ra khắp bệnh viện hét lên: "Mạng cũng chả còn, tiền để làm chi?" Lúc này tiền đối với ông ta bất quá cũng là tờ giấy. Cảm ngộ, sức khỏe là số một, sức khỏe mới là vương đạo. Không có sức khỏe, những thứ khác như tiền tài, danh vọng, địa vị, sĩ diện, quyền lực, gái đẹp, xe hơi, nhà lầu cũng đều là phù du. Sức khỏe là cách mạng của tiền tài. Không cần biết có tiền hay không có tiền đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khỏe bản thân. Có sức khỏe rồi thì mới ăn ngon ngủ yên, mới biết quý trọng cuộc sống. Một sự việc khác xảy ra, một đại gia khác không may mất sớm. Người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu: "Trước kia tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi." Sự thật nghiệt ngã chứng minh sống càng lâu còn quan trọng hơn cả cao to, đẹp trai, nhà giàu. Cuộc đời như một cuộc đua, nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Nửa hiệp đầu nghe cấp trên mà phụng mệnh, nửa hiệp sau vạn sự tùy duyên mà theo số mệnh. Không ốm cũng cần trải nghiệm, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người. Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện rèn thể thao. Dạo trước, một nhân viên nọ bị đột ngột đau tim và qua đời. Trước ngày ra đi một ngày, anh ấy vẫn tăng ca tới tận 2 giờ sáng. Tôi không dám nói rằng áp lực công việc là căn nguyên của bệnh tật, nhưng nếu nói rằng không có chút liên quan nào thì tôi nhất định không tin. Anh ấy rất ít khi được nghỉ ngơi hay đi công tác làm thêm giờ, thể chất và tinh thần đều rất kém. Điều đáng lo ngại ở đây đó là một hiện tượng rất phổ biến xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được lợi ích của việc liều mạng làm việc, nhưng lại tạm thời không thể thấy được cái giá phải trả vì điều này. Nhưng cũng chính vì vậy mà không thể không cảnh tỉnh mọi người. Bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng không đáng để ta lấy sức khỏe ra để đánh đổi. Nếu nói thứ quyết định nửa cuộc đời trước là cơ hội, là năng lực hay trí tuệ, vậy thì cứ quyết định nửa đời sau lại chính là sức khỏe. Đáng tiếc là có những người thậm chí không thể bước vào được cái gọi là nửa đời sau của mình. Bước vào tuổi trung niên mới biết được rằng quan trọng nhất
chính là sự cân bằng vật chất, người thân, tinh thần, tình bạn, sức khỏe, giống như những quả bóng được tung lên không trung vậy. Bạn phải là một chú hề thực điệu nghệ, cố gắng không để những quả bóng đó rơi xuống đất.